Rồi, chào mọi người nha. Năng lượng hạt nhân là một nguồn năng lượng tiềm năng trong ngành năng lượng điện hiện nay. Tuy nhiên, rủi ro mà nó gây ra cũng nguy hiểm to lớn vô cùng. Điển hình là thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986, hay mới đây, ngày 11 tháng 3 2011, trận động đất kinh hoàng 9 độ Richter tạo nên sóng thần tàn phá phía đông Nhật Bản, gây ra thảm họa hạt nhân ở tỉnh Fukushima. Cho nên chỉ có những nước đi đầu trong các cái ngành công nghiệp hiện đại mới có đủ sức để đối phó với những vụ rò rỉ phóng xạ do hạt nhân gây ra. Hầu hết các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo công suất thực đều ở Đông Á. Tính đến tháng 5 năm 2014, thế giới có 31 nước đang sở hữu trên 430 lò phản ứng hạt nhân thương mại, với tổng công suất lắp đặt trên 370.000 MW, cung cấp khoảng 11,5% sản lượng điện năng trên thế giới và gấp hơn 3 lần tổng sản lượng điện năng của Pháp và Đức từ tất cả các nguồn cộng lại. Bên cạnh đó, có 56 nước đang vận hành khoảng 240 lò phản ứng nghiên cứu dân sự, trên 1 phần 3 các lò phản ứng này tại các nước đang phát triển, và khoảng 70 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng tương đương 20% công suất hiện có. Hơn 160 lò phản ứng đã lên kế hoạch xây dựng một cách chắc chắn, tương đương một nửa công suất hiện có. Có 16 nước phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân để sản xuất ít nhất 1 phần 4 sản lượng điện của đất nước. Pháp sản xuất khoảng 3 phần 4 điện năng từ năng lượng hạt nhân. Bỉ, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovenia và Ukraine sản xuất trên 1 phần 3. Hàn Quốc, Bulgaria và Phần Lan thường có trên 30% điện năng từ năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha và Liên bang Nga có gần 1 phần 5 điện năng từ năng lượng hạt nhân. Nhật Bản từng dựa vào năng lượng hạt nhân với hơn 1 phần 4 sản lượng điện và dự kiến sẽ quay trở lại mức đó. Trong số các nước không sở hữu nhà máy điện hạt nhân thì Italia và Đan Mạch có khoảng 10% điện năng từ năng lượng hạt nhân. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Chào mọi người.